Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Hải Dương. Tại cuộc họp, các chuyên gia y tế đã đưa ra nhận định về công tác phòng chống dịch ở giai đoạn mới và nhấn mạnh, chống dịch ở Hải Dương không chỉ giữ an toàn cho địa phương mà còn giữ an toàn cho cả nước. Theo báo cáo, đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận tổng số 578 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại hai ổ dịch lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pô Dung Việt Nam có địa chỉ ở khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Đáng chú ý, nguồn lây ở huyện Cẩm Giàng chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, việc phong tỏa sớm địa phương này đã giúp giảm nguy cơ cho các địa phương khác trong cả nước. Khi đó Cẩm Giàng mới chỉ phát hiện ra 10 ca bệnh, nhưng xét thấy tính chất phức tạp của vùng dịch thì tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng quyết định phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng để chống dịch. Và chúng tôi thấy rằng đây là một quyết định đúng đắn và kịp thời. Và chúng tôi cũng được biết đây là một cái quyết định rất khó khăn tại cái tình hình thời điểm đó, nhưng Hải Dương đã làm được. Và việc phong tỏa sớm huyện Cẩm Giàng cũng đã giúp giảm nguy cơ rất lớn. Hiện nay, Hải Dương đang tập trung cách ly F1 cho 14.000 người, bằng số người cách ly cả nước. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Phải kiểm soát thật chặt. Thật chặt ở đây là ở khu cách ly, mà ở đây là cả cách ly của quân đội, cả cách ly của dịch vụ, và kể cả cách ly cho các chuyên gia và cách ly tại gia đình. Tôi nói thế bởi vì Bộ Y tế cũng hướng dẫn hết rồi. Cái thứ hai là kiểm soát chặt tại cái nơi cộng đồng và các cái nơi nguy cơ. Về trường hợp ca bệnh tại Hưng Yên, được một số trang mạng đưa tin, Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp đã được Hải Dương công bố và đã được cách ly từ ngày 1 tháng 2. Thì chúng ta phân tích là do cái cách ly tập trung mà điều kiện nó khó và cái chủng này nó lây nhanh, cho nên là cái lây trong khu cách ly là có thể có khả năng. Mình cứ đừng, đúng không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã khoanh rồi. Để đảm bảo an toàn, chúng ta nói để cho dân yên tâm. Thứ ba là nói về phòng xét nghiệm. Tôi hoan nghênh Hải Dương, các ông chí rất là cầu thị. Đúng không? Máy móc thì các ông chí tập trung 4 ngày là có rồi. Sau đó thì chấn chỉnh các cái phương pháp quản lý các thứ. Nội bộ tôi biết là các ông chí còn tăng cường cán bộ về CDC chuyên cho xét nghiệm. Thì rất là tốt. Nhưng mà Bộ Y tế tôi hoan nghênh đã chi viện hỗ trợ ban đầu. Nhưng bây giờ tinh thần là 4 tại chỗ. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo hoan nghênh các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các lực lượng liên quan đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các địa phương cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, chỉ còn Hải Dương cần tập trung lực lượng nhiều hơn, mặc dù ổ dịch ở thành phố Chí Linh đã được kiểm soát. Ổ dịch Cẩm Giàng cơ bản được kiểm soát, ổ dịch ở thành phố Hải Dương cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Một số người không về Hà Nội từ vùng dịch nhưng kê khai y tế đi từ Hải Dương để được xét nghiệm SARS-CoV-2. Đây là gian lận có chủ ý và phải xử phạt hành chính theo quy định. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội tại cuộc họp diễn ra chiều nay. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay thành phố đã rà soát được hơn 2.200 người về từ Cẩm Giàng, Hải Dương, trong đó hơn 1.500 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả. Tổng số người về từ các nơi khác của Hải Dương từ mùng 2 tháng 2 hôm qua là 27.000 người, nhưng hôm nay sơ bộ là gần 37.000 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 14.000 trường hợp, kết quả gần 1.300 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả. Sở Y tế nêu rõ số lượng người về Hà Nội từ vùng dịch tăng lên rất nhanh. Không được bỏ sót, nhưng với từng trường hợp phải có danh sách cụ thể, có xác nhận của tổ COVID-19 cộng đồng, cam kết rõ ràng, đúng diện quy định mới lấy mẫu xét nghiệm. Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trử Xuân Dũng nhắc nhở, người đi qua vùng dịch mà không khai báo hay người không qua vùng dịch mà khai là có qua đều là gian lận có chủ ý và phải xử phạt hành chính theo quy định. Một người cố tình khai đi về từ Hải Dương sẽ kéo theo 3-4 người trong nhà đi xét nghiệm thì kinh phí thành phố không đảm bảo được. Sau này thành phố sẽ kiểm tra kỹ, ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Hà Nội lưu ý một số công việc trọng tâm để triển khai, trong đó có việc mở rộng xét nghiệm với trình tự ưu tiên đã được thành phố chỉ đạo rõ. Các quận huyện phải chỉ đạo sát sao. Danh sách người về từ vùng dịch Hải Dương phải được lập khoa học, bài bản, rõ người, rõ trách nhiệm. Liên tiếp trong 2 ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở trên biên giới. Cụ thể vào hồi 5 giờ sáng nay tại đường mòn khu vực mốc 1082 thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, 14 công dân đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam thì bị đồn biên phòng Tân Thanh phát hiện.
Trước đó vào hồi 9 giờ 30 phút ngày hôm qua 18 tháng 2, tại khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, đồn biên phòng Ba Sơn cũng đã phát hiện thu dung 18 người đang tìm cách nhập cảnh qua đường mòn. Các công dân trên có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau ở khắp cả nước. Trước đây những người này đã sang Trung Quốc lao động làm thuê, do thời gian sau Tết Nguyên đán ít việc làm nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao các công dân nói trên cho lực lượng y tế đưa đi cách ly theo quy định. Hôm nay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã ký công văn hỏa tốc trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định việc gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo đó, để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị này yêu cầu cán bộ nhân viên của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 3 tháng 2 năm 2021. Ngoài ra, Cục cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định thời hạn đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ 12 giờ 1 phút ngày 2 tháng 2 đến 6 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2021. Trước đó, vào cuối tháng 1 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sau khi dịch COVID-19 bùng phát với trường hợp mắc bệnh là nhân viên đang công tác tại địa điểm này. Ngày hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình kết quả chăm lo tổ chức Tết Tân Sửu 2021, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và thống nhất việc hỗ trợ tỉnh Hải Dương dập dịch. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với chủ trương hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để phục vụ công tác phòng chống dịch của Hải Dương. Sau khi nghe các ý kiến, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất việc hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, đồng thời giao cho Sở Y tế Hải Phòng ngay trong ngày hôm nay tổ chức giao số khẩu trang cho tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, Hải Phòng cũng có những giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện giải quyết việc lưu thông hàng hóa của tỉnh Hải Dương, nhưng vẫn đảm bảo công tác ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt máu trong đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán, sáng nay tại Hà Nội, Công đoàn ngành y tế phối hợp với huyện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề Blue Trắng, Trái tim hồng. Hầu hết những người hiến máu hôm nay là cán bộ y tế thuộc trường và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là những người hàng ngày khám và điều trị cho bệnh nhân. Hơn ai hết, họ hiểu về sự cần thiết của việc hiến máu cứu người. Bản thân chúng tôi trong cái quá trình mổ rồi phẫu thuật và điều trị bệnh nhân cũng thấy là cái nhu cầu rất là cấp thiết. Do đấy thì chúng tôi năm nào cũng rất ủng hộ những cái phong trào và chọn cái dịp, cái thời điểm để có thể hiến máu được cho nó đúng phù hợp với cái nhu cầu của công đoàn y tế, của bên đội kêu gọi hiến máu. Chiều ngày hôm qua 5 giờ chiều thì theo những thông tin mà chúng tôi nhận được đã có hàng trăm cán bộ y tế, nhân viên nhà trường, nhân viên bệnh viện và kể cả người nhà bệnh nhân khi mà thấy chúng tôi rất nhiệt tình như vậy thì cũng ủng hộ. Chương trình Blue Trắng Trái tim hồng sẽ diễn ra trong hai đợt, tháng 2 năm 2021, cao điểm từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 2, chào mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, và tháng 6 đến tháng 8 năm 2021. Bên cạnh tổ chức các ngày hiến máu, điểm nhấn của chương trình Blue Trắng Trái tim hồng là các đơn vị công đoàn cơ sở ngành y tế, tùy vào điều kiện thực tế sẽ thành lập đội hiến máu dự bị, sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần. Trước Tết thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cái kế hoạch để tiếp nhận máu để cho sau Tết. Nhưng mà vì có cái chuyện Covid ngay sát trước Tết cho nên là cái lượng máu chuẩn bị cho sau Tết nó cũng bị thiếu hụt đáng kể. Đấy là một cái điểm mà nó khá là đặc biệt. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái ý thức của người dân Việt Nam của chúng ta hiện nay rất là cao về cái hoạt động hiến máu tình nguyện, thì với cái sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông ấy, thì chúng tôi cũng sẽ lại tiếp nhận những cái người hiến máu tình nguyện đến hiến máu tại các cái điểm hiến máu của viện cũng như là các điểm hiến máu cố định. Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, do tình hình dịch COVID-19, đã có 30 đơn vị xin hoãn hủy lịch tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến tiếp nhận. Vì vậy, những chương trình như thế này sẽ giải quyết được phần nào tình trạng thiếu máu trong giai đoạn sau Tết, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.